chào anh chị và tất cả các nhà đầu tư. Chào mừng anh chị và tất cả các nhà đầu tư đã đến với kênh Nhà Đất Quy Danh. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2022, em có đến xã Tân Thạnh, huyện Châu Thành, của tỉnh Bến Tre để review cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư một cái bất động sản để dành mình xây nhà xưởng hoặc là mình xây nhà trọ, mình sản xuất kinh doanh hết chị. Thì cái bất động sản ngày hôm nay em gửi tới anh chị á, thì cách cái khu công nghiệp Giao Long hết chị, cách khu công nghiệp Giao Long tầm khoảng 2 cây số đó lại ha. Thì đây anh chị, đây là cái ngã tư huyện hết chị, đây là ngã tư huyện. Thì đây cái hướng này á, cái hướng này là lên khu công nghiệp Giao Long, từ cái ngã tư huyện này lên tới khu công nghiệp Giao Long tầm một cây rưỡi ha anh chị ha, cây rưỡi. Còn đây thì cái hướng đó là về cái phà cao tốc của Bến Tre Vũng Tàu hả anh chị? Dạ, phà cao tốc về từ Bến Tre Vũng Tàu hả anh chị? Còn cái đường này là về thành phố đúng không anh hai? Còn cái đây ha, cái ngã này là về thành phố Bến Tre. Rồi, thành phố Bến Tre hả anh chị? Rồi đây là cái về ra cầu Gạch Biểu 1 hả anh chị? Thì ở đằng này chút xíu là có cái chợ này là cái chợ Tân Hoài hả anh chị? Thì đây là chợ Tân Hoài, thì chỉ có mấy bước chân thôi ha. Rồi, giờ em trước khi bắt đầu vào chi tiết của bất động sản ngày hôm nay, xin anh chị và tất cả các nhà đầu tư hãy tặng cho kênh một like để video có thể vượt qua những thuật toán kinh doanh của YouTube và có thể lan tỏa cho nhiều người cùng xem hơn. Rồi anh chị, em xin lỗi anh chị cùng em đi từ cái vị trí của cái ngã tư huyện này ha, vô tới chợ Tân Hoài và tới đất luôn ha anh chị. Rồi. Từ cái ngã tư huyện á, đi lại đi xíu có cái chợ là kêu là chợ Tân Hoài. Thì cái chợ Tân Hoài vừa lại xíu, khoảng chừng 30 mét thôi ha. Thì có cái hẻm này, đây là cái hẻm mình vô ha. Thì đây là từ cái vị trí đất ha. Đây là cái quốc lộ 57B vô tới cái vị trí đất của mình là 250 mét đó chị. Rồi, em phải chỉ cho em ạ. Được ra 3 mét rưỡi. Dạ, cái đường đan của mình hiện hữu là 3,5 mét anh chị, đường đan 3,5 mét. Anh chị thấy đường sạch không? Xanh sạch ha, vừa phủ hai bên đường. Thì cái vị trí đất của mình á, chỉ cách cái quốc lộ 57B có 250 mét anh chị, 250 mét thôi. Rồi, tiếng này quay với các gì? Dạ. Dạ. Đấy, anh hai đi đẳng đi rồi, chút xíu em lại. Rồi, đây là cái vị trí đất của mình ha anh chị. Thì từ cái vị trí đất này nè ra tới chợ Tân Huề tầm 250 mét. Rồi cách trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 ủy ban dân xã Tân Thạch là trong bán kính là
1 km đổ lại ha anh chị ha. Rồi cách ủy ban dân huyện Châu Thành trong kính là 4 km ha. Thì ở đây thì có tiện ích là chẳng hạn như là điện máy xanh nè, thế giới di động nè. Rồi chợ chưa có 1, cấp 2, cấp 3 ủy ban thì đầy đủ không thiếu cái gì hết ha anh chị ha. Rồi. Thì đây ha anh chị, đây là một cái miếng đất của mình hiện thời là mình đang là đất hiện thời đang là đất trồng cây lâu năm nha anh chị, đất trồng cây lâu năm thì chủ quyết định bán từ cái mí ranh này, từ mí ranh này anh chị. Mình đo ngang qua, đo ngang qua đây, đây thiết giáp mặt tiền mình ha, là ngang qua đây ha anh chị, đây ngang qua đây ha, là 20 mét ha anh chị, ngang qua đây là 20 mét đó. Nếu như anh chị nào muốn mua thêm thì 1-2 mét nữa thì chủ cũng bán luôn ha, tại đang kẹt tiền rồi. Đang thứ nợ ngân hàng ha anh chị, là đất của mình là đất hiện hữu là đất trồng cây lâu năm, thì chiều sâu của mình đó là 65 mét đổ lại ha anh chị, tại vì chưa có đo lại, chưa có đo vẽ lại cho nên là cái diện tích của nó là hiện hữu là 65 mét đổ lại. Thì cái này là nguyên miếng lớn, nguyên đất lớn nè, nhưng chủ cắt bán là tầm 20 mét đổ lại, đất cao ráo ha, bằng đường ha anh chị. Rồi giờ em dẫn anh chị đi một vòng vô đất ha. Đây ha anh chị, thì hiện thời là đất trồng cây lâu năm thì trong đất mình có là bưởi ha, rồi dừa đó. Thì ở Bến Tre thì anh chị biết thì khu vực này thì dừa rất là nhiều ha. Tại sao mình không kêu bằng bến dừa mà kêu Bến Tre đúng không anh chị? Đây ha, đó thì chiều sâu của mình là anh chị, đất cao ráo ha, sạch sẽ đó. Thì khi anh chị và tất cả các nhà đầu tư mua về, mua xong thì chủ sẽ đo vẽ rồi cắm tứ trụ lại cho anh chị ha. Đây anh chị, có chuối nữa, cũng có được gói chuối nè đó. Rồi anh chị đó, thì mình đây ha anh chị, hay tới đây đó, tới đây anh chị, tới giữa cái mương này nè anh chị đó, giữa cái mương này ha đó. Rồi rồi bây giờ em sẽ cập nhật cái góc cạnh cũng như cái hình ảnh của cái bất động sản ngày hôm nay cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư mình cùng nhau tham gia vào tìm hiểu luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ cập nhật cái hướng của bất động sản ngày hôm nay cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư mình cùng nhau tham gia vào tìm hiểu luôn. Thì cái hướng của mình ha anh chị, đây anh chị, đây là đất của mình ha, đất của mình đây ha anh chị. Thì cái hướng mình là hướng này ha anh chị, hướng này đó. Cái hướng này là hướng đông ha anh chị, hướng đông. Rồi bây giờ em sẽ báo giá chính chủ cho anh chị và tất cả các nhà đầu tư mình cùng nhau tham gia và tìm hiểu luôn ha. Thì chủ bán cái miếng đất này là tầm khoảng 1200 mét đổ lại ha anh chị. Trời đang mưa luôn anh chị, 1200 mét đổ lại thì chủ kêu giá là 3.500.000 trên 1 mét vuông. Miếng đất này tổng diện tích là 1.200 thì tầm khoảng 3 tỷ 8 đô lại ha anh chị. 3 tỷ 8. Giấy tờ luôn thì tầm 4 tỷ đô lại ha anh chị ha. Rồi. Bất động sản này chỉ có như vậy thôi. Anh chị và tất cả các nhà đầu tư nào quan tâm, nhanh tay nhấc máy lên gọi cho em qua số điện thoại trên màn hình. Em sẽ là nhịp cầu để tư vấn và kết nối cho anh chị nào muốn sở hữu bất động sản này. Anh chị nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký để nhận được video sớm nhất, nhanh nhất và chọn cho mình một bất động sản dễ nhất. Em xin hẹn gặp lại anh chị và tất cả các nhà đầu tư vào video sau. Rồi. Đây anh chị, em quay lại cái đường cho anh chị xem ha.